Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được một con khoan bàn nha anh em. Khoan bàn này của Toshiba ha. Đó. Máy cao là 60 cm nha anh em, là 6 tấc ha. Để mũi là mũi 13 ly nha anh em. Có điện là 100V ha. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Toshiba mã là DPE-13A nha anh em. Điện là điện 100V ha. Con này công suất là 330 ha. Dòng tua là 2007 đến 3002 nha anh em. Thì máy là có 5 cấp bậc ha. Đó thì mình anh em muốn nâng chậm hay sao đó, thì anh em mình cứ điều chỉnh thôi nha anh em. Đó. Đây ngoại hình của máy ha. Máy thì về còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó. Chỉ hơi chạy xước ở bên đây một xíu thôi ha. Ở trên đây là dính về hơi bị dính cái mực thôi. Đó. Máy còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó là máy này làm về là eto zin theo máy luôn nha. Đó, có eto là anh em mình dễ ở tốn cái eto nha, mà được eto zin luôn nha anh em. Có eto theo Toshiba luôn ha. Đó, thì size mũi là mũi 13 ly nha anh em. Đây. Chặn mũi của máy luôn ha. Đó, ngoại hình của máy khá là đẹp luôn nha anh em. Đó. Thì máy chỉ cao có 6 tấc thôi nha anh em. Đó, em nói trước ha. Tại sợ anh em mình thấy em quay tưởng đâu cao ha. Đây, máy hoạt động khá là êm nha anh em. Khá là êm máy luôn ha. Eto zin theo máy đầy đủ ha. Đó, máy cao 60 cm 6 tấc nha anh em. Thì con này là em bán với giá là 3,4 triệu nha anh em. Nó có eto zin đồ đầy đủ theo máy hết luôn nha anh em. Đó. Ngoại hình của máy là đẹp 90% nha anh em, cỡ 95% nha. Đây. Đó. Đu lo rồi là còn mới ken hết nha. Nãy em có dở cho anh em mình coi ha. Eto zin đồ đầy đủ nha anh em. Đó, 3,4 triệu ha. Là giá em đã bao gồm ship rồi nha anh em. Thì anh em chốt anh em mình cọc cho em ít thì em bao ship cho anh em mình ra đến nơi thôi nha anh em. Đó, bên em là đóng thùng xốp rồi là đang chờ trong lúc vận chuyển ha. Đó. Đóng thùng xốp rồi đầy đủ ha. Đó. Thì anh em quan tâm đến con khoan bàn Toshiba này thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.